Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một ví dụ thứ hai để minh họa rõ hơn đối với cái dạng này. Sẽ xem xét ví dụ hai. Yêu cầu của bài toán là giải và biện luận. Giải và biện luận phương trình. 5 mũ x bình phương cộng 2mx cộng 2 trừ 5 2x bình phương cộng 4mx cộng m cộng 2 bằng x bình phương cộng 2mx và cộng m. Bây giờ chúng ta nhìn vào phương trình này. Mới đọc đề giải và biện luận phương trình, chắc chắn rất nhiều học sinh rất là lo sợ. Vì nếu như một phương trình bình thường, phương trình bậc 2 thôi, giải và biện luận là nhiều em đã cảm thấy khó khăn rồi. Huống chi đây là một phương trình mũ mà nếu nhìn vào đây thoáng nhìn thì ta thấy là mũ và đại số thì dự giải và biện luận nó còn khó khăn hơn. Do vậy ở đây chúng ta thử phải phân tích. Ở bên này là hai anh 5 cùng cơ số rất rõ rồi, cái anh này đại số chưa tính. Người ta sẽ bàn theo số mũ của hai anh 5 kia có điểm gì tương đồng hay không. Người ta thấy này, nếu như lấy số mũ của cái biểu thức thứ hai trừ đi số mũ biểu thức nhất thì sẽ ra cái vế bên phải của phương trình. Do vậy ta nghĩ ngay đến cái dạng là a mũ u trừ a mũ v thì bằng v trừ u. Do vậy ở đây ta sẽ thực hiện luôn. Làm với mọi x thì ta sẽ đặt đặt u bằng x bình cộng 2mx cộng 2 và đặt v bằng 2x bình cộng 4mx cộng m cộng 2. Từ đây ta suy ra là v trừ u chính là bằng x bình phương cộng 2mx cộng m. Và do vậy phương trình ban đầu ta gọi đây là phương trình 1. Do vậy phương trình 1 sẽ được đưa về là 5 mũ u trừ 5 mũ v bằng v trừ u. Và rõ ràng đây chúng ta đã gặp dạng phương trình cơ quen thuộc rồi. Và do vậy ta chuyển thêm một bước nữa là 5 mũ u cộng u bằng 5 mũ v cộng v. Và phương trình này thì cũng giống như phần trước, thì đây các em sẽ tự làm. Đó chính là ta xét một cái hàm đặc trưng. Xét hàm một số FT nào đó bằng 5 mũ T và cộng T. Đến đây thì các em sẽ tiến hành là chứng minh được ngay, tính đạo hàm của FT lên và chứng minh được ngay FT là hàm đồng biến. Và do vậy phương trình đã cho đây, phương trình 2 ở đây chỉ có nghiệm khi u bằng v, tức là u bằng v thì tức là chỉ có x bình cộng 2mx cộng m bằng 0. Do vậy việc giải và biện luận phương trình 1 sẽ quy về giải và biện luận phương trình x bình cộng 2mx cộng m bằng 0. Và đây là phương trình giải biện luận phương trình bậc 2 và phần này thành nhường lại cho các em thực hiện. Là như vậy, chúng ta qua hai ví dụ chúng ta có thể thấy là đối với dạng phương trình a mũ u trừ a mũ v bằng v trừ u, hay gọi chung là gì, bằng hàng hàm h ấy, là chúng ta thấy rằng nếu chúng ta không phát hiện ra dạng này thì chắc chắn chúng ta sẽ rất lúng túng trong quá trình làm bài thi và gặp phải những dạng toán đó. Bây giờ một ứng dụng nữa trong cái phần ứng dụng đạo hàm là chúng ta sẽ đưa sang dạng toán thứ hai. Các em ghi là sang dạng toán dạng 2. Dạng 2 ở đây thầy muốn cùng các em trao đổi về dạng phương trình mũ
cộng với đại số. Nói như này có nghĩa là gì? Đây, thầy lấy ví dụ như phương trình 1 bên này cũng thể coi là phương trình mũ cộng đại số. Tuy nhiên vì nó rơi phương trình 1 nó rơi vào trường hợp đặc biệt của cái dạng phương trình mà ta vừa giới thiệu, nên thầy không đưa vào đây nữa. Đây chỉ xét riêng cái dạng phương trình mũ cộng đại số mang tính đặc trưng của nó thôi, nó không mang tính cả các dạng khác. Thế thì dạng này thì thường giải như thế nào? Thì để giải phương trình mũ cộng đại số thì đa phần trong bài thi học sinh đa phần là khá lung túng khi gặp dạng phương trình này. Và ở đây thì có thể lồng ghép rất nhiều bài tập khó ở trong dạng phương trình này được. Do vậy các em cần phải có một số kiến thức cơ bản trang bị cho mình để trong quá trình gặp phải phương trình mũ cộng đại số. Thế thì về mặt phương pháp ở đây thầy chỉ nói là thông thường đấy nhé. Thông thường là đặt t bằng a mũ u, đặt t bằng a mũ u, tức là ta chọn những cái giá trị mà có yếu tố mũ ở trong đó để ta đặt. Đấy, sau đó đưa về phương trình, rồi đưa về phương trình, đưa về phương trình theo t, đưa về phương trình theo t. Thế thì vì có chữ đại số nữa cho nên trong phương trình theo t này nó sẽ còn cả x, và lúc đấy ta coi x như một tham số. Phương pháp này được gọi là phương pháp đặt ẩn phụ không hoàn toàn. Đấy, để giải cái dạng này. Thì đây là một phương pháp cơ bản để giải. Thì chúng ta sẽ thử tiếp cận qua ví dụ để đánh giá xem nó như thế nào. Thì các em xét ví dụ thứ nhất. Giải phương trình sau. Chín mũ x cộng 2 nhân x trừ 2 nhân 3 mũ x cộng 2x cộng 5 bằng 0. Thế thì ơi, các em nhìn vào phương trình này, thầy vẫn đặt tên của phương trình này là phương trình số 1. Thế thì nhìn vào phương trình 1 thì ta thấy là ở đây có 3 mũ x, ở đây có 9 mũ x, như vậy thực chất đây chính là 3 mũ 2 x. Do vậy về mặt số mũ nào đó là khá tương đồng. Vậy theo phương pháp chung ta thử đặt xem, mà đây có đại số này, thì ta chưa động gì cả. Ta sẽ đưa về phương trình theo t theo phương pháp đặt xem. Đúng hướng dẫn. Chúng ta sẽ đặt t bằng 3 mũ x. Giá trị của t của đặt dương. Thế thì phương trình 1 sẽ trở thành t bình phương cộng 2 nhân x trừ 2 t cộng 5 bằng 0. Đây là một phương trình bậc 2 theo t mà ta coi x như biểu thức chứa tham số. Và ta sẽ thử tìm nghiệm của t như thế nào. Thì trong trường hợp này, coi như một phương trình bậc 2 rồi, và x như một tham số, ta sẽ giải theo cái phương pháp của bậc 2. Thì ta hoàn toàn có thể biến đổi phương trình này dạng như sau. Tương đương t cộng 1 nhân t cộng 2x trừ 5. Thực ra một cái mẹo thôi. Ở đây vì là x ở đây ta chưa biết âm dương thế nào, cho nên là nếu như các em mà tính delta vào trong bài thì ta sẽ mắc, bởi trong delta sẽ có chứa biểu thức x mà ta không đánh giá được nó âm dương ra sao cả. Nhưng một cái mẹo là để biến đổi thành tích đơn giản như trong trường hợp này là phương trình có nghiệm đặc biệt là có dạng a trừ b cộng c bằng 0 thì ta biến đổi được ngay. Còn nếu không các em sẽ có một cái mẹo là các em tính delta ra bên ngoài và tự tạo ra cái nghiệm, nhưng sau khi chuyển vào phương trình thì viết cái dạng tích như thế này thì bao giờ cũng chính xác. Như vậy ta đã biến đổi phương trình 1 về dạng một phương trình đại số theo t nhưng mà vẫn có đối số x ở trong này, ta coi như một tham số. Và quá trình biến đổi phương trình theo t này ta đã đưa về dạng tích, mà từ đây ta thấy xác định là có hai khả năng có thể xảy ra. Khả năng thứ nhất
ở đây là ta tê dương nên ta chỉ ra có một khả năng thôi. Ở đây đó là chỉ ra khả năng t bằng 5 trừ 2x. Bây giờ ta thế vào, hay là cái khác là 3 mũ x sẽ bằng 5 trừ 2x. Nên đặt tên của nó đây là phương trình 2. Như vậy từ phương trình 1 qua cả một quá trình thực hiện theo đúng như hướng dẫn của cái dạng toán thì ta đã đưa được về phương trình 2. Đây là một phương trình mũ cộng đại số thực sự. Mà đến đây thì chúng ta nên làm như thế nào? Ở bên này thì ta nhận thấy hàm này là hàm đồng biến. Hàm này là hàm nghịch biến. Vấn đề đặt ra là bên này là hàm F đồng biến, G nghịch biến. Vậy nếu như tồn tại một giá trị liên quan đến tồn tại giá trị x0 làm cho f(x0) bằng g(x0) đúng như cái mệnh đề hướng dẫn thì ta sẽ có nghiệm của phương trình. Ta nhận xét sao? Vì f(x) bằng 3 mũ x là đồng biến, g(x) bằng 5 trừ 2x là nghịch biến. Ở đây nếu như x bằng 1 thì ta thấy là giá trị bằng nhau, mà f(1) lại bằng g(1). Do vậy từ ba yếu tố này ta có thể khẳng định x bằng 1 sẽ là nghiệm. Và có thể khẳng định nó là nghiệm duy nhất của 2. Mà là nghiệm duy nhất của 2 thì từ đó dẫn đến nó sẽ là nghiệm duy nhất của 1. Và kết luận chung x bằng 1 chính là nghiệm của phương trình đã cho. Đấy. Tiếp theo ta sẽ xét phương trình 2 để thấy được rõ hơn cái ý nghĩa của việc ứng dụng đạo hàm trong giải phương trình mũ. Giải phương trình 5 mũ x cộng 4 mũ x cộng 3 mũ x cộng 2 mũ x bằng 1 trên 2 mũ x cộng 1 trên 3 mũ x cộng 1 trên 6 mũ x trừ đi 2 x mũ 3 cộng 5 x bình trừ 7 x cộng 17. Khi nhìn vào quan sát phương trình này thì chúng ta thấy là rõ ràng có thể hiện rõ có phương trình mũ, có yếu tố của mũ và có yếu tố của đại số. Tuy nhiên là hai cái, một bên thì có phân số, một bên không. Tuy nhiên thì bước 1 thì ta cũng chưa làm việc gì cả. Việc đầu tiên nó giống như cái quy trình vẫn làm đối với dạng quy trình này, đó là ta cô lập xem. Vì hai cái này là biến đại số của nó rời, nó không như biến đại số của chúng ta trong các phương trình trước. Trong ví dụ 1 là nó gắn liền với số mũ, trong trường hợp này nó độc lập. Thì trong các trường hợp độc lập nói chung thì vẫn gợi ý là nếu đại số cộng với bất kỳ một hàm số nào khác thì nên cô lập những cái hàm số đó về một bên, còn một bên là chứa hàm số đại số thôi để chúng ta khảo sát cho nó dễ. Do vậy ta sẽ biến đổi tương đương phương trình. Phương trình 1 cũng này được tương đương 5 mũ x cộng 4 mũ x cộng 3 mũ x cộng 2 mũ x trừ đi 1 trên 2 mũ x cộng 1 trên 3 mũ x và cộng 1 trên 6 mũ x. Vế còn lại bằng trừ 2 x mũ 3 cộng với 5 x bình trừ 7 x cộng 17. Đặt đây là phương trình 2. Thực chất là 2 vẫn là chỉ là 1 thôi, tương đương.
Ở đây ta thấy là vế trái của chúng ta hoàn toàn là chứa các hàm số mũ và vế phải của ta là một hàm đại số. Vậy theo thông lệ thì này sẽ đặt cái này, vế trái của 2 này là bằng hàm fx. Vậy thì đặt sẽ vế phải của 2 là hàm gx. Mà chúng ta có một nhận xét là trong trường hợp này tập xác định của nó là R, cho nên chúng ta rất là dễ xét. Ở ví dụ như hàm G là hàm bậc 3, ta có thể khảo sát được ngay. Bây giờ hàm fx, hàm fx là hàm các hàm số mũ. Ở đây chúng ta nhận thấy này, nó có chung một đặc trưng. 1 trên 2 mũ x, 1 trên 3 mũ x, 1 trên 6 mũ x đều là các hàm nghịch biến. Do vậy toàn bộ các hàm số nói chung trong giống ngoặc đơn này là hàm nghịch biến, đằng trước có một dấu trừ. Thì theo tính chất của hàm đồng biến, hàm nghịch biến thì nó sẽ trở thành một hàm đồng biến. Và toàn bộ các giá trị mũ ở bên ngoài đều tạo thành những hàm đồng biến. Do vậy có thể khẳng định ngay nhờ tính chất biến thiên của hàm số mũ, thì ta khẳng định ngay F là một hàm đồng biến. Còn lại chỉ gx thôi, và gx thì ta sẽ đi đánh giá. Do vậy ta có nhận xét ngay. Nhận xét dễ thấy. Fx là một hàm đồng biến với mọi x đồng biến trên R. Đồng biến như nào thì thầy vừa nói rồi. Các hàm này bên ngoài là hàm đồng biến, các hàm ở trong đều là hàm đồng biến, nhưng trước có dấu trừ sẽ tạo thành một hàm chung là hàm đồng biến. Còn G, Gx thì ta sẽ xét. Xét G phẩy x sẽ bằng trừ 6x bình cộng 10x và trừ đi 7. Đối với hàm này thì ta nhận thấy này, để kiểm tra gx trong trường hợp này ta đang cần biết là nó là gx luôn dương hay luôn âm. Thì ở đây thì chúng ta có thể tính hệ số a của nó âm rồi. Nếu ta tính delta, trong trường hợp này ta tính delta. Delta ở đây ta thấy nhầm, có thể delta phải là 25. 25 mà trừ đi 42. À, như vậy là delta thì luôn âm, hệ số a âm, do vậy là cái này luôn nhỏ hơn 0 với mọi giá trị của x. Và dễ dàng khẳng định ngay là gx sẽ là hàm nghịch biến. Do vậy suy ra gx sẽ là nghịch biến trên R. Như vậy hai vế của phương trình 2, một bên là hàm đồng biến, một bên là hàm nghịch biến. Vấn đề đặt ra là ta sẽ tìm ra một giá trị đặc biệt để tạo cho fx bằng gx. Ở đây ta có thể kiểm tra. Ví dụ chọn x bằng 1, ta kiểm tra xem. Ở đây là 1/2, 1/3, 1/6. Ta chọn các giá trị đặc biệt. Thì cái phần này có phân số này. Nếu x bằng 1, trừ 2 không được, đúng không? Trừ 1 không được. Trong trường này ta phải có một nghiệm nào đặc trưng hơn. 13, 1/3, 1/6 được, nguyên chung. Như vậy đây là 3 này, cộng 1 là 4 này. 3 cộng 2 là 5, cộng 1 là 6, đúng rồi, cái này là 1, toàn bộ cái này là 1 này. 2, 5, cái này là 9, 14 là còn 13. Như vậy vế này sẽ là 13. Vế bên này là trừ 2, trừ 7, cộng 5, trừ 2, trừ 7, trừ 7 này là còn 10. 10 này 15, 12 còn 13, đúng. Như vậy, chỗ này mặt khác. Mặt khác là F1 cũng bằng G1 và bằng 13. Nhờ sự đơn điệu ngược của F và G mà lại có F1 bằng G1. Vậy x bằng 1 sẽ là nghiệm của phương trình. Như vậy ở ví dụ này ta đã khẳng định được là ta đã vận dụng đúng tính chất của cái phương pháp giải. Nếu như đối số biểu thức đại số mà nằm độc lập với số mũ thì ta nên cô lập với hai vế của phương trình, sau đó khẳng định khảo sát từng bên. Còn nếu nó có gắn với đại số gắn với mũ thì ta tiến hành đặt mũ bằng t rồi tiến hành giải phương trình áp dụng theo phương pháp là
phương pháp đặt phụ không hoàn toàn để chúng ta giải. Còn trong trường hợp này là hai biến nó độc lập thì ta tách sang hai vế và tiến hành khảo sát từng hàm một. Đối với hàm mũ, để khảo sát hàm mũ thì ta có thể vận dụng ngay tính chất đơn điệu của hàm số mũ. Còn đối với hàm đại số thì ta ứng dụng ngay đạo hàm. Và như bài toán này ta đã chứng minh xong, giải quyết xong bài toán là khẳng định là đây là phương pháp mà ứng dụng đạo hàm trong giải phương trình mũ cộng đại số. Và đây cũng là một trong hai dạng phương trình tiêu biểu thường xuyên ứng dụng phương pháp đạo hàm để giải phương trình này. Như vậy còn một dạng nữa, một phương pháp giải nữa thường xuyên được sử dụng trong phương trình giải phương trình mũ, đó là phương trình logarit hóa. Thì sẽ dành sang phần phương trình loga, thầy sẽ giới thiệu cho các em phần nội dung của cái phương pháp này và chúc các em sẽ nắm thật tốt các kiến thức liên quan đến giải phương trình mũ.